Trong kỳ thi năm nay, các hoạt động tiếp sức mùa thi đã được các cấp bộ đoàn, hội trong tỉnh triển khai. Trong đó, đoàn thanh niên các cấp đã thành lập 73 đội tình nguyện tại 31 điểm thi trong toàn tỉnh, với sự tham gia của gần 1.800 đoàn viên thanh niên. Ngoài ra, các đội hình xe taxi và xe ôm cũng được hỗ trợ với nhiều phần quà, nhu yếu phẩm được tỉnh đoàn, đoàn thanh niên các huyện, thành phố trao tận tay cho đội hình tiếp sức mùa thi, các thí sinh và người nhà thí sinh. Trường là cũng bố trí đầy đủ thanh niên của các xã xuống hỗ trợ rất là tốt. Cũng trong đợt này, đoàn thanh niên các trường phối hợp với đoàn thanh niên, hội chữ thập đỏ các huyện, thành phố, các đơn vị doanh nghiệp đã chuẩn bị gần 4.500 suất ăn trưa miễn phí phục vụ các thí sinh nhà ở xa có hoàn cảnh khó khăn trong những ngày thi. Sự hỗ trợ tiếp sức này của các đoàn viên thanh niên có phần giúp các thí sinh tự tin, cố gắng vượt qua kỳ thi với kết quả cao nhất. Các bạn đã đến đây từ rất sớm, 6 giờ là đã có mặt để tham gia hỗ trợ cho các em học sinh. Các bạn sẽ hỗ trợ xem là khi mà các bạn học sinh đến thì mình xem các em đã mang đầy đủ các cái giấy tờ cần thiết đi chưa, và xem là những cái gì cần thiết mang vào và những cái gì mà không được phép mang vào thì sẽ giúp đỡ các em ấy là để lại hỗ trợ về kể cả phương tiện đi lại nữa. Chương trình đã góp phần giảm bớt lo lắng, động viên tinh thần, khuyến khích nỗ lực và chia sẻ yêu thương, kết nối cộng đồng, tiếp thêm sức mạnh, nghị lực và niềm tin để các thí sinh thực hiện thành công ước mơ bước vào giảng đường đại học, cao đẳng. Đây cũng là môi trường để thanh niên, sinh viên tình nguyện thể hiện tinh thần xung kích, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ với xã hội. Những trải nghiệm đó là hành trang, kỹ năng cần thiết để các bạn vững vàng, tự tin trong học tập, lao động, rèn luyện và cống hiến.